Xuân Quỳnh và Jennifer lại một lần nữa rất là vui khi mà gặp lại quý vị khán giả trong chương trình In Your Skin, một chương trình được bảo trợ bởi công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont. Promotion rất là đặc biệt cho những cái sản phẩm hiện nay được yêu thích của công ty. Và yeah, không biết thì hôm nay Jennifer có gì đặc biệt muốn chia sẻ đến với quý vị khán giả? Yes, so bây giờ là sắp tới Mother's Day rồi, thì công ty Forever Beaumont có một cái bộ collection dưỡng da, trong đó cũng có những cái thực phẩm chức năng giống như là cái collagen beauty drink. Thì nguyên cái bộ này gọi là cái bộ vẻ đẹp vĩnh hằng, và đặc biệt cho ngày lễ Mother's Day này đấy, trong đó gồm có là hơn 10 sản phẩm đó, thì cái trị giá của nó là 700 đồng. Nhưng mà nếu mà quý vị mua ngày hôm nay để kịp ngày lễ Mother's Day để tặng á, quý vị sẽ được cái giá đặc biệt đó là 475 đồng. Dạ, đúng rồi. Và đặc biệt là trong cái bộ sản phẩm này, như Jennifer có chia sẻ là có rất là nhiều sản phẩm, không chỉ là dưỡng da bên ngoài mà còn có chăm sóc sức khỏe cũng như là nuôi dưỡng cái làn da của mình từ bên trong nữa. Dạ đúng rồi. Thì để nói sơ qua về cái bộ này đó, đầu tiên có là cái nước uống collagen beauty drink. Collagen beauty drink á, là một cái sản phẩm cũng có, công ty Forever Beaumont cũng có rất là nhiều năm rồi. Trong đó gồm có là 8 chai, mỗi chai là có hơn 20.886mg của chất collagen không. Yeah, và như quý vị cũng biết là ở trên ngoài thị trường đó, mình có rất là nhiều cái collagen drink khác nhau. Có một số quý vị khán giả có hỏi Xuân Quỳnh là tại sao một cái hộp collagen của mình chỉ có 8 chai mà thôi, trong khi đó những cái sản phẩm khác thì có nhiều hơn. Đó là bởi vì cứ một chai collagen của Forever Beaumont có hàm lượng là trên 20.000mg collagen, lượng nó rất là cao. Do đó đó là quý vị không cần nhất thiết là phải sử dụng mỗi ngày đâu, mà mình chỉ cần một tuần là mình dùng từ 2 cho đến 3 chai thôi. Dạ đúng rồi. Jennifer cũng có những quý khách á, mà hỏi là tại sao một hộp của công ty Forever Beaumont chỉ có 8 chai thôi, những loại khác có 10 chai hoặc là có nhiều lúc cũng có là hơn 20 chai nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị compare cái milligram của hai sản phẩm này, những cái sản phẩm đó đó, quý vị sẽ thấy đó là nước uống của collagen của Forever Beaumont một chai vậy là hơn 20.000mg chất collagen rồi. Đúng và rồi. Một tuần mình chỉ cần uống nhiều nhất là 2-3 chai thôi. Tùy theo cái độ tuổi của mình, nếu mà quý vị nào mà từ 25 cho đến 35 tuổi thì một tuần mình có thể dùng 2 chai, và nhiều quý vị nào trên 35 tuổi thì maximum mình chỉ cần 3 chai một tuần là đủ rồi. Yeah, so một tuần vậy đó, mình không có cần uống mỗi ngày, mình đỡ hao tiền, mình có thể tiết kiệm nhiều hơn. Một hộp vậy đó là 150 đồng, thì quý vị có thể kéo dài là từ 3 tuần đến 4 tuần lại, 4 tuần. Và đồng thời công ty Forever Beaumont lúc nào cũng có những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt. Thì hiện nay cho nước uống collagen beauty drink, nếu mà quý vị mua riêng ngoài cái Mother's Day collection á, cái giá đặc biệt của nó là mua 2 hộp tặng 1 hộp, 2 hộp tặng 1 hộp trị giá là 300 đồng. Còn nếu mà quý vị muốn mua nhiều hơn để dành, quý vị có thể mua là 5 hộp tặng 4 hộp, 5 hộp vậy trị giá là 750 đồng, nhưng mà trở lại quý vị sẽ được 9 hộp lận. Dạ, và quý vị cũng để ý là 9 hộp vậy là mình có thể xài là cần 8 rồi, tháng lận. Đúng rồi, mình có thể xài từ 8 cho đến 9 tháng lận. Dạ. Và Xuân Quỳnh có rất là nhiều quý vị khách hàng gọi là returning customer. Dạ. Tức là những quý vị nào mà đã từng sử dụng qua sản phẩm collagen đó, thì đây là thường thường quý vị hay đến mua là mua 5 tặng 4. Dạ. Tại vì quý vị biết là mình sẽ sử dụng được lâu dài, phải không Jennifer? Dạ đúng rồi. Và đặc biệt collagen của Forever Beaumont đó, quý vị không có cần chờ lâu quá để thấy kết quả. Đúng trong rồi. Vòng 3 tuần đó là mình sẽ thấy cái lỗ chân lông mình nó sẽ khít lại. Cái làn da của mình, nếu mà mình bị da khô, trong vòng 3 tuần mình sẽ thấy là cái làn da của mình rất là mịn màng, và có độ ẩm trong đó nó rất là hydrated. Đúng rồi, và đặc biệt hơn nữa là mình cũng thấy tóc của mình bớt rụng. Thì tại Forever Beaumont có rất là nhiều khách hàng đó là những người phụ nữ mà sau khi sinh, thì sau khi sinh thì đôi khi mình bị những cái chứng giống như là bị rụng tóc nè, da nó bắt đầu bị sạm lại, thì đó là do mình mất đi cái lượng collagen. Thì quý khách hàng đã yêu mến và đã sử dụng sản phẩm collagen drink, và sau 3 tuần á, thì một số khách hàng cũng chia sẻ là thấy tóc của mình nó bớt rụng đi. So collagen, ngoài collagen ra đó, trong một hộp, một chai nước uống của Forever Beaumont cũng có là vitamin C. Vitamin C cái hàm lượng của nó tới là 525mg lận. Tại sao có cái hàm lượng rất là cao? Tại vì vitamin C khi kết hợp chung với lại nước uống collagen, cái chất collagen đó, quý vị sẽ thấy là cái nó đạt được hiệu quả nhiều hơn cho làn da của mình. Và ngoài ra thì vitamin C nó còn thúc đẩy cơ thể của mình, nó sản xuất ra cái lượng collagen tự nhiên nữa. Thường
thường á, Xuân Quỳnh nhớ là hồi trước á, lúc mà mình còn 18, 19 tuổi thì mẹ hay nói là phải ăn nhiều rau củ quả có nhiều vitamin C. Thì mình cũng cảm nhận thấy là khi mà mình ăn vitamin C, cái làn da của mình nó sáng hơn, phải không Jennifer? Yeah, đúng rồi. You are what you eat. So khi nếu mà quý vị ăn kỹ vào, lựa những cái thực phẩm chức năng làm đẹp da tốt, có chất lượng đó, quý vị sẽ để ý đó là cái làn da của quý vị càng ngày càng đẹp hơn. Và đặc biệt hơn khi quý vị kết hợp chung với nước uống collagen beauty cream với lại những cái sản phẩm kem để thoa lên mà tốt đó, quý vị có thể có một cái làn da đẹp. Và ngoài vitamin C ra, mỗi chai cũng có là vitamin E trong đó. Vitamin E nó là một cái chống oxy hóa. Đúng rồi. Thì nó giúp làm bảo vệ cái làn da của quý vị trong cái môi trường mà nắng vào, hay là mình làm cho môi trường làm nails. Antioxidants là chống những chất chống oxy hóa rất là quan trọng. Và có rất nhiều quý vị thắc mắc là khi nào thì mình nên sử dụng những cái sản phẩm gì collagen. Thì theo như nghiên cứu thì cứ sau độ tuổi 25 thì bắt đầu lượng collagen trong cơ thể mình nó bắt đầu nó giảm đi, thì cứ mỗi năm như vậy là 1% collagen giảm đi. Nhưng mà từ độ tuổi từ 40 cho đến 50 thì nó giảm đi tới 50% lượng. Và sau 60 tuổi thì dường như cái lượng collagen đó nó hoàn toàn biến mất. Đó là lý do tại sao mà giống như mình cảm thấy là cái da của mình nó sẽ bị chảy xệ, nó bị nhăn, cũng giống như là khi mà mình di chuyển đó, các khớp xương nó có thể là nó kêu rung rinh nữa. So thưa quý vị, một chai vậy đó là nó là 50ml, và cái chai quý vị thấy rất là đẹp, thì Jennifer thích bỏ những cái chai này vào tủ lạnh để cho nó đặc hơn và nó ngon hơn, dễ uống. Thì khi quý vị bỏ vào tủ lạnh đó, cứ nhớ là cứ cách một ngày một lần hoặc là một tuần hai lần quý vị khui ra và uống hết một chai. Có những người muốn là tiết kiệm, hay là họ nghĩ là một chai vậy mình có thể kéo dài lâu hơn, nhưng mà khi quý vị khui ra rồi đó, quý vị muốn uống vào liền để cho nó không có mất những cái nutrients trong đúng đó. Đúng rồi, và nó không có bị oxy hóa. Dạ đúng rồi. Thì một hộp vậy có là 8 chai. Và quý vị có thể sử dụng là trước khi mình đi ngủ để mà cơ thể của mình nó hấp thụ collagen được tốt nhất. Và để mà order thì quý vị khán giả có thể gọi vào số điện thoại đó là 1-888-933-7624. Và nếu mà quý vị muốn thêm những chi tiết về những cái sản phẩm quý vị đang thấy của công ty Forever Be More, lúc nào quý vị cũng có thể lên cái website đó là foreverbemore.com, hay là quý vị có thể lên Facebook của Forever Be More. Thì trên những cái đài đó giống như là Facebook á, quý vị có thể theo dõi những cái beauty tips, những cái bí quyết mà công ty Forever Be More và đúng những rồi. Cô ở đó share ra. Đúng rồi, và nếu mà quý vị yêu mến những chương trình In Your Skin thì quý vị cũng có thể vào YouTube channel của Forever Be More, hoặc là theo dõi lại những cái video trên Facebook page của Forever Be More. Và nếu mà quý vị ở Nam Cali hoặc là ở Bắc Cali, quý vị có thể đến hai chi nhánh của công ty Forever Be More để tư vấn làn da của mình, hoặc là xin những cái bộ free samples, những cái sản phẩm mà quý vị thấy quý vị muốn xài trước. Đúng rồi, và một trong những cái sản phẩm khác mặc dù không có trong cái bộ collection về vẻ đẹp Vĩnh Hằng nhưng mà được rất là nhiều khán giả yêu mến, đó chính là cái set chống nắng của mình, phải không Jennifer? So công ty Forever Be More có những cái bộ che chống nắng mà mấy ngày nay cũng có rất là nhiều quý vị thắc mắc vào và cũng có đến mua. Có lẽ là do mùa hè sắp đến, trời nắng phải không? Mùa hè sắp đến đó, khi mà mình lái xe, mình bị kẹt xe hay là mình đưa rước con á, thì mình lúc nào mình cũng bị ánh nắng nó trôi vào. Và nếu mà mình ở trong những tiểu bang giống như Cali đó, mình không có sạm cái màu kính mình xuống được, cái đó là illegal. So trở lại đó, quý vị nên dùng đến là cái miếng che chống nắng. Thì cái miếng che chống nắng đó, nó làm bằng plastic, nhưng mà cái này nó gọi là non-toxic PP plastic. Thì khi cái ánh nắng vào đó, quý vị không có cần lo là cái mùi nó bị bốc ra hay là nó là hại độc cho mình. Thì một miếng này quý vị thấy là nó rất là strong, nó không cách nào mà nó xé, nó bể được gì hết, quý vị bỏ đâu cũng không sao hết. Cái kích thước của nó thì rất là tiện lợi, mình nó cũng không có block cái view của cái xe của mình nên cũng an toàn. Thì công ty Forever Be More mỗi cặp á là có hai miếng, một miếng lớn và một miếng nhỏ, và quý vị có thể lựa chọn trong là tất cả là bốn màu lận. Thì ở đây con Jennifer có là ba màu để quý vị thấy. Đầu tiên á là cái miếng che nắng và có cảnh trong đây, cái cảnh này là cảnh beach. Beach tiếng Việt là bãi biển. So cái này quý vị sẽ để ý là nó dài hơn tí xíu cái loại thường của công ty Forever Be More. Tại sao nó dài hơn? Tại vì tùy theo cái loại xe của mình. Đúng rồi, hoặc là mình có thể che chắn ở đằng sau cũng được. Dạ đúng rồi. Thì cái này là cái biển, cái cảnh biển, và tiếp
Tiếp theo đó là có cái màu xám. Jennifer rất là thích màu này, tại khi mình lái xe mình có những cái xe màu xám, màu trắng hay màu đen á, cái màu này nó hợp hơn. Thế là miếng màu xám hoặc là gray. Và một màu nữa đó mà cũng rất là popular cho những quý khách đó là màu xanh. Màu xanh này đó quý vị sẽ thấy là cái size của nó bự hơn. Thường thường cái này đó là mình có thể dùng cho trẻ em đằng sau hoặc là người lái bên cạnh của mình. Mỗi cặp á, nó đi là hai miếng, một miếng nhỏ và một miếng lớn. Nhưng mà khi quý vị lựa đó, quý vị có thể lựa từ 4 màu lận. Dạ. Đúng rồi, và một set như vậy có giá là 15 đồng. Và khi mà quý vị mua 4 set thì được free shipping. Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị có thể đến hai chi nhánh của công ty Forever Be More thì tốt hơn, quý vị có thể lựa chọn những cái màu đó. Hoặc là quý vị có thể lên foreverbemore.com để coi những cái màu kia và gửi ra những cái tiểu bang khác. Thì Mother's Day sắp tới đó, quý vị có thể mua 4 bộ về để dành cho nguyên cả nhà mình. Dạ, thì Jennifer muốn nhắc lại cái cách dùng của mình. Thì khi mình kéo cái kiến lên á, quý vị sẽ có cái miếng mũ từ cái miếng kiến và lại cái miếng xe của mình. Thì quý vị chỉ lấy cái miếng này và cắt vào thôi, mình không có cần dán lên, mình không cần tháo gì hết. Và nó là 100% an toàn nếu mà quý vị dùng cái miếng nhỏ đằng trước, tại vì nó sẽ không có block cái phía dưới của quý vị. Mình còn vẫn là thấy lái mình xe vẫn còn được. Thấy lái xe những cái xe bên hông của mình rất là an toàn. Dạ, thì hôm nay là một cái show trực tiếp, sau nếu mà quý vị muốn điện vào cái đường line đang mở, quý vị có thể điện vào cái số là 415-819-1497 nếu mà quý vị muốn trò chuyện chung với lại Jennifer và Xuân Quỳnh. Cũng như là để giữ những cái promotion rất là đặc biệt ngày hôm nay, một cái set che nắng như vậy là chỉ có 15 đồng và khi quý vị mua 4 thì sẽ được free shipping. Dạ đúng rồi. Thì nói tiếp theo về cái bộ vẻ đẹp vĩnh hằng là cái bộ Mother's Day đó. Thì trong đó có đầu tiên là cái sản phẩm Amber Gold. Amber Gold, tiếng Việt là kem họ Phát. Thì trong đó nó có là nó gọi là Sweet Almond Oil. Sweet Almond Oil là đậu hành nó gọi là cái gì chị? Dạ. Tiếng Việt của Jennifer không có giỏi. Nhưng mà Sweet Almond Oil trong đó đó nó có là vitamin E và nó giúp là giữ cái độ ẩm cho cái làn da của mình rất là tốt. Nếu mà quý vị bị da khô đó thì cái Amber Gold đây nè rất là tốt để đầu tiên giữ cái độ ẩm cho cái làn da của mình và nó giúp là trị những cái nếp nhăn. Tại vì trong đó cái hộ phách của nó đó có rất là nhiều những cái loại vitamin, những cái thực phẩm để mang đến cái làn da đẹp cho quý vị. Thì cái kem Amber Gold này, cái mùi rất là thơm, sản phẩm này là từ bên Đức. Mà Xuân Quỳnh thấy là cái design của cái sản phẩm này nó cũng rất là đẹp, nhìn nó rất là sang. Dạ đúng rồi. Trong đây cũng có vàng 22K là 22 carat để bảo vệ cái làn da của mình. Và tác dụng là giống như nó chạy đều máu trong cơ thể của mình. Jennifer thấy trên đây là có một cái cục cỏi. Jennifer xin mời. Hello. Cô ơi, đang quảng cáo TV chứ cô lên trên là bán sao cô? Dạ, hiện giờ cái collagen cho ngày lễ Mother's Day đó là chị có thể mua là 2 hộp tặng 1 hộp. Hoặc là nếu mà chị muốn mua nhiều để uống lâu hơn đó, chị có thể mua là 5 hộp tặng 4 hộp. Và một hộp như vậy là 150 đồng đó cô. 150 đồng một hộp á hả? Dạ, nhưng mà cô có thể sử dụng được 1 tháng. Dạ. 150 đồng một hộp, 2 hộp là 300 đồng á hả? Dạ. Không, 2 hộp 300 đồng nhưng mà nhưng chỉ mà được mình được 3 tặng hộp thêm một hộp nữa, có nghĩa là khoảng chừng 100 đồng cho một hộp. Phải cái bán thư là chỗ cô kia bán rồi. Cái này của Nhật hả cô? Dạ đúng rồi chị. Ok, vậy cảm ơn cô nhé. Dạ. Cô mua thuốc. Dạ, thank you chị. Jennifer cũng muốn nhắc đó là tại sao nước uống collagen của Forever Be More là tới 150 đồng một hộp lận. Nếu mà quý vị coi những cái thành phần trong đó đó, quý vị phải coi cũng giống như là cái hàm lượng của collagen là mình trên 20.000mg. Do đó đó, tính ra là nếu mà mình mua 2 mình được tặng 1 á, là 100 đồng cho một hộp mà mình có thể sử dụng được trong vòng 1 tháng là tính ra khoảng là 3 đồng cho một ngày, phải không Jennifer? Với lại là tiền nào cũng đúng rồi, cũng đó. Nó tùy theo cái chất lượng của mình, giống như rõ ràng là xe cũng vậy, xe Camry nó sẽ khác với xe Lexus, phải không Jennifer? Dạ đúng rồi. Khi quý vị xài đến mỹ phẩm đó thì of course mình muốn lựa sản phẩm nào mà nó cũng vừa cái túi tiền của mình. Nhưng mà khi mình mua những sản phẩm gì mà nó rẻ quá hay là nó không có theo cái chất lượng giống như mình nghĩ đó thì nó rất là uổng tiền của mình. Giống như một hộp collagen quý vị có thể mua là 80 đồng nhưng mà cái hàm lượng của nó là bao nhiêu? Nó là 5.000 hoặc là 6.000. Cái hàm lượng nó ít thì rõ ràng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để mà mình thấy được cái hiệu quả so với một cái sản phẩm mà nó có hàm lượng cao. Chưa chắc mình thấy hiệu quả nữa.
So nếu mà quý vị chưa xài nước uống của collagen của Forever Be More Water, Jennifer xin mời quý vị đến hai chi nhánh của công ty Forever Be More để thử trước một chai để coi cái chất lượng của nó sao. Cái hương vị của nó rất là ngon, và khi quý vị uống vào, quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt trong cái đậm đặc của nó và cái mùi vị của nó. Và quan trọng nhất là cái hiệu quả của cái nước uống collagen của mình. Dạ, yeah, đúng rồi. Và có thể nói là nước uống collagen của mình đã có mặt trên thị trường là hơn 10 năm rồi, phải không Jennifer? Yeah, thành ra rất là được yêu mến của quý vị khán giả. Dạ, yeah, và hiện nay á, nước uống collagen của Forever Be More cũng đã xuất hiện ở thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ đó thì họ cũng rất là muốn làm đẹp da giống như châu Á của mình, nhưng mà họ cũng không có biết đến những sản phẩm như nước uống collagen, beauty drink. Thì công ty Forever Be More rất là may mắn đã được làm việc với lại cộng đồng Việt Nam của mình hơn 10 năm rồi, và đã có được cái sự tin tưởng và yêu thương của rất là nhiều quý khách hàng. Thì Jennifer cũng cảm ơn những quý khách đó để công ty có ngày hôm nay. Thì những quý khách nào mà mới chưa xài qua đó, thì một lần nữa Jennifer xin mời đến hai chi nhánh này để thử cái nước uống collagen để biết tại sao rất là nhiều quý khách trở lại và mua. Đúng rồi. Dạ, vì tiếp theo với lại cái bộ vẻ đẹp vĩnh hằng thì giống như Jennifer nói hồi nãy đó, là có cái Amber Gold. Amber Gold này trị giá ngoài thị trường là 120 triệu đồng. Và Jennifer rất là thích tại vì nó rất nó gọi là rất là sang trọng và luxurious. Và đây là một cái sản phẩm của Đức, phải không Jennifer? Dạ đúng rồi, thì khi quý vị xài trong cái bộ này đó, quý vị có thể xài cái này là vào ban đêm, ban ngày cũng được nữa. Jennifer thích xài cái này vào ban đêm hơn. Dạ, tại vì cái loại kem của nó rất là đặc. Thì khi quý vị xài ban đêm á, qua bữa sau mình sẽ thấy cái làn da của mình rất là mịn màng và sáng sủa. Và nếu mà quý vị bị da khô đó là mình không có cần chờ lâu. Thường thường trong vòng 2-3 ngày là quý vị sẽ thấy là cái làn da của mình có nhiều độ ẩm. Và đó là một trong những cái sản phẩm mà trong cái collection vẻ đẹp vĩnh hằng cho cái dịp Mother's Day sắp tới. Dạ, và tiếp theo đó thì công ty Forever Be More có là cái sữa rửa mặt chống lão hóa. Thì cái sữa rửa mặt chống lão hóa trong đây đó trị giá đó là 40 đồng. Thì ai cũng cần sữa rửa mặt hết, đặc biệt á, là những người da khô hoặc là da dầu. Đúng rồi. Khi mà mình mang phấn lên hay là mình làm mình đi ra ngoài nguyên cả ngày đó, có rất là nhiều bụi dính vào mặt của mình. Và nếu mà mình không có rửa sạch đó, nó có thể bít lỗ chân lông của mình. Và từ đó làm cho cái da mình bị mụn nhiều hơn nữa. Dạ đúng rồi, bị mụn hoặc là bị nhăn, hay là làn da của mình bị sạm màu. So, nếu mà quý vị thấy là trên làn da của mình bị nám hay là bị khô mà đến nỗi mà bị chóc da luôn đó, quý vị nên lựa chọn một cái sữa rửa mặt mà nó có là những cái vitamins, những cái dưỡng extract ẩm cho làn da. Tại vì Xuân Quỳnh thấy là bên ngoài có những cái sản phẩm sữa rửa mặt mà mình rửa xong nó làm cho da mình rất là khô. Dạ, so nếu mà quý vị đang xài loại sữa rửa mặt nào mà sau khi mình xả mặt bằng nước ấm lại mà nó rất là bị chật và nó đúng càng rồi, ngày càng khô đó, quý vị nên thay đổi cái sữa rửa mặt khác. Dạ đúng rồi, thì trong đây có là tinh chất từ hoa hồng. Và trong đây cũng có đó là nó gọi là cereal rice seed extract nữa. Và đặc biệt nó có cái chất aloe vera để giữ độ ẩm và nuôi dưỡng cái làn da của mình. Tức là sau khi mà mình rửa mặt sạch thì cái đây là cái loại sữa rửa mặt nó còn giúp dưỡng da cho mình. Dạ đúng rồi, thì trong cái bộ này cũng có, quý vị có thể xài cái sữa rửa mặt này mỗi ngày 2 lần, sáng lần, tối lần. Và cái này cũng giúp tẩy trang luôn. Dạ, thì ngoài cái đó ra đó thì kế theo á, là có cái serum trứng cá hồi. Thì khi quý vị mua ở ngoài cái serum trứng cá hồi này đó, nó là 100 đồng. Cái này cũng là từ bên Đức. Ra. Dạ, thì một hộp vậy nó có là 7 ống. Mỗi ống vậy đó quý vị có thể xài hơn 7 tuần lận, tại vì mỗi tuần là một ống. Thì nó là cái ống thủy tinh giống vậy, nhưng mà quý vị không có cần lo là nó không có an toàn. Đúng rồi. Tại vì khi cái manufacturer, cái nhà sản xuất làm ra đó, họ làm cái cách nào để cho khi quý vị bẻ cái miếng kiến này đó, nó sẽ không có bị đứt tay. Nhưng mà tại sao họ làm cho cái miếng kiến? Để khi quý vị bẻ ra đó, quý vị đẩy cái nắp lên liền á, để cho nó giữ cái tinh chất 100% trong đây cho quý vị. Thì trong cái caviar essence á, đầu tiên nó có là nước biển. Nó cũng có là trứng cá hồi nữa. Và nói đến nước biển là chắc là nhiều quý vị cũng biết là nó có cái chất mà giúp làm cho cái da mình nó sạch, diệt vi khuẩn, phải không? Dạ đúng rồi chị. Nước biển là có rất là nhiều sản phẩm dùng nước biển trong đó. Để mà có, bởi vì nó có cái khả năng chữa bệnh. Dạ, thì một ống vậy đó, khi quý vị mua trong đó nó sẽ có cái nắp bằng plastic. Thì quý vị có thể lấy cái nắp này và đẩy vào cái ống thủy tinh để mỗi ngày quý vị xài đó, thì quý vị chỉ cần lắc nó lên thôi. Thì khi quý vị lắc vào đó, cái serum nó sẽ rớt xuống và quý vị có thể bỏ 2 đến 3 giọt trên cả nguyên khuôn mặt của mình. Thì Jennifer thích bỏ cái này là trên trán, hai cậu má, và lấy cái tay của mình từ từ nhẹ ra cho nó thấm vào khuôn mặt.
Và cái hộp này đôi khi mà mình đi travel, mình đi du lịch đó, mình cũng có thể mang theo vài ống để mà mình dùng nữa. Dạ đúng rồi, so cái hộp này rất là đẹp. Một lần nữa, cái sản phẩm này là cái serum trứng cá hồi, trong đó có là 7 ống cho quý vị xài. Thì cái này lúc nào quý vị cũng muốn là lót cái serum ở dưới cái loại kem của mình. Thì nếu mà quý vị đang xài bất kỳ loại kem đó, thì quý vị có thể thoa cái serum này lên trước 2-3 giọt mỗi ngày thôi. Và tiếp theo với là cái kem dưỡng da của mình. Dạ, thì trong cái bộ vẻ đẹp vĩnh hằng cũng có là cái serum trứng cá hồi này. Dạ, và Jennifer cũng muốn nhắc đó là cái bộ vẻ đẹp vĩnh hằng lý tưởng cho những cái làn da mà muốn chống lão hóa hay đã trong cái quá trình lão hóa rồi. Dạ. Dạ, và sản phẩm tiếp theo đó chính là Silk Cream, phải không Jennifer? Silk Cream thì có cái chất quan trọng đó là Silk Protein, một cái chất mà giúp dưỡng ẩm cho cái làn da mình, rất là phù hợp cho những cái làn da mà đang trong quá trình lão hóa. Tại vì lão hóa thì rõ ràng là da nó sẽ bị khô rất là nhiều, và từ đó mà lớp nhăn nó cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. So cái kem lụa đó là từ bên Nhật Bản. Và cái kem này quý vị có thể xài là ban ngày ở dưới lớp phấn của mình, hoặc là ban đêm một mình. Thì nếu mà trong cái bộ này á, có những quý khách thích xài là cái kem hợp pháp ban đêm, kem lụa ban nhai, hoặc quý vị đổi qua cũng được nữa. Cái kem lụa nó là một cái loại kem đặc, nó là một cái loại kem đặc, và trong đó tại vì nó làm với cái nền của con auxin á, thì khi quý vị thoa nó lên á, quý vị sẽ thấy là nó hơi rít, nhưng mà nó là một cái loại kem đặc mà những người da khô á, qua cái bữa sau đó là thấy cái làn da của mình đỡ khô liền. Quý vị có thể thấy đây nó là hơi rich trên làn da, không biết nếu mà mình đúng thấy rồi. Được hay không? Dạ, nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy. Dạ, so trong những cái clip sau đó là công ty Forever Be More sẽ share những cái close up của những cái sản phẩm kem cho quý đúng vị thấy. Đúng rồi. Do đó quý vị có thể dùng là đầu tiên là mình sử dụng cái serum ở dưới trước, rồi sau đó mình sử dụng cái kem ở phía trên để vào buổi tối. Dạ đúng rồi, Jennifer rất là thích cái kem này. Và đặc biệt mùa hè sắp đến á, quý vị muốn xài một cái loại kem mà ban đêm mình dùng lên, nó giúp mát làn da, dịu cái làn da xuống, để bữa sau khi mà mình ra ngoài mình đi chơi đó, cái làn da của mình nó là giống như là nó đang nó gọi là glassy skin á. Dạ, thì cái đó là cái kem lụa trong cái bộ này, quý vị mua ở ngoài nó là 60 đồng nha. Và ngoài cái kem lụa ra đó, tiếp theo đó là có thêm là cái sản phẩm Miracle Capsule. Miracle Capsule thì mình cũng đã nói nhiều qua rồi, nhưng mà Miracle Capsule là một sản phẩm này mà mình có thể uống vào bên trong. Thì cái này là một cái nó gọi là beauty supplement. Thì mỗi ngày quý vị uống là một viên bữa sáng và một viên bữa đêm, vào ban đêm. Thì trong đây có những cái loại dược thảo, đặc biệt nó có là bột ngọc trai, để mang đến cho quý vị một cái làn da sáng sủa và trắng. Những người mà họ bị cứ gọi là nám là tại vì gan họ không đúng có lọc đều đặn. Tại vì nám có hai nguyên nhân là từ yếu tố bên ngoài cũng giống như là từ yếu tố bên trong. Ngoài ra thì trong đây cũng có thành phần là collagen nữa. Có collagen, peptide từ con cá. Một hộp vậy nó có là 90 viên, trị giá là 80 đồng. Thì quý vị uống một hộp vậy là trong vòng 45 ngày. Thì nếu mà mình đang cởi cái này để tặng cho những người mẹ của mình hoặc là vợ của mình đó, trong vòng 30 ngày là mình thấy kết quả rồi. Đúng rồi. Và đây là một trong những sản phẩm mà có trong bộ vẻ đẹp vĩnh hằng cho cái dịp mà promotion tuần này. Trong đây cũng có là cây sen trong đó, bột ngọc trai, có hyaluronic acid để giữ độ ẩm cho làn da quý vị nữa. Và tiếp theo đó, cái Miracle Capsule này đó, trong đó cũng có là cái gel tẩy tế bào chết, cái đó là cái Soft Touch Peeling Gel. Thì cái Soft Touch Peeling Gel này đó là làn da nào cũng cần thiết hết. Theo Jennifer thì một tuần mình nên tẩy tế bào chết mấy lần? 1-2 lần thôi. Tùy theo cái làn da của mình, nếu mà mình da khô thì 1 tuần 2 lần, nếu mà mình cũng là một cái làn da mà mang makeup nhiều đó, Jennifer cũng recommend 1 tuần 2 lần. Và cái việc tẩy tế bào chết này nó rất là quan trọng, tại vì nó giúp cho cái làn da của mình nó loại bỏ những cái dead skin, những cái làn da chết, và từ đó thì mình sử dụng kem dưỡng ẩm cũng như là mình quen makeup nó sẽ đẹp hơn. Khi quý vị tẩy trang xong rồi đó, nhớ là trên da mặt khô, quý vị có thể bỏ nó khoảng là nó gọi là quarter size á, khoảng chừng một phần của đầu ngón tay thôi, phải không? Một nửa. Dạ đúng rồi chị. Thoa lên trên trán, hai cổ má, và dùng cái tay sạch của mình để từ từ mình kỵ cái làn da chết ra. Và khi quý vị thoa lên da mặt, nhớ là dùng rất là nhẹ, mình không có cần kỳ nó ra. Đúng rồi. Dạ. Mà Sư Quỳnh còn dùng cái đó để trên cổ của mình nữa, tại vì cổ của mình cũng rất là, da cổ của mình rất là quan trọng luôn. Dạ đúng rồi chị. So cái này là một tuần mình chỉ cần 1-2 lần thôi. So mặc dù quý vị mua những sản phẩm gì đó, nhớ đó là mình nên có một cái gel tẩy tế bào chết. Đúng rồi, sữa rửa mặt và kem tẩy tế bào chết là hai thứ rất là quan trọng. Dạ.
Và trong cái bộ này đó, ngoài ra những sản phẩm kem đó mà Jennifer nhắc đó, cũng có là cái nước uống Fucodon. Hôm qua có một bác có gọi vô hỏi về cái sản phẩm Fucodon của Forever Biomore. Fucodon của Forever Biomore là làm từ bình Nhật Bản và mỗi chai vậy có hơn 1,500 mg, là cao nhất ở thị trường hiện nay. So quý vị có thể uống một tuần 2-3 chai thôi. Và chắc là bây giờ sẽ là một vài phút quảng cáo về các sản phẩm của Forever Biomore. Xuân Quỳnh xin và Jennifer sẽ gặp lại quý vị sau vài phút.